mục Điện Biên làm theo lời Bác xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua học và làm theo Bác trên địa bàn huyện Nậm Pồ ngày càng lan tỏa sâu rộng, qua đó đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả trên mọi lĩnh vực, trở thành những điểm sáng cổ vũ vận động nhân dân noi theo, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Nậm Pồ đã chỉ đạo cấp ủy cơ quan đơn vị trên địa bàn thực hiện nghiêm việc rà soát, bổ sung nội dung kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy Đảng triển khai cho cán bộ đảng viên viết cam kết tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12 và chức trách nhiệm vụ được giao, đưa việc học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ tại chi bộ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Vì vậy, trong thời gian qua, những giá trị to lớn về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã thực sự đi vào đời sống của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện Nậm Pồ. Đến nay, việc học theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, liên tục và tự giác của mỗi tổ chức, cơ quan đơn vị và mỗi người dân. Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học Bác là nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ sâu sát cơ sở, kịp thời giải quyết những kiến nghị bức xúc của nhân dân từ cơ sở. Với nhân dân là việc tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Sau khi được tiếp thu về chỉ thị không năng ở trên đảng ủy xã về thì chi bộ tiếp tục mở cái hội nghị là triển khai và học tập theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ý, thì giao cho từng đồng chí đảng viên là xây dựng cái kế hoạch học tập cũng như là cái bản tu dưỡng để học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đối với về cái việc phát triển kinh tế xã hội ấy, thì chi bộ phán chủ nên một số đảng viên bây giờ là có những cái mô hình nuôi trâu là vố béo, là cơ bản là bây giờ cũng có trong ba cái mô hình trong tổng chi bộ là có ba cái mô hình nuôi trâu vố béo. Thì cơ bản đảng viên trong chi bộ là hiện tại là về kinh tế thì cũng cơ bản là cũng ổn định. Chuyển biến lớn nhất trong học tập và làm theo Bác ở huyện Nậm Pồ là công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Từ việc thực hiện chỉ thị 05 gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng đảng trong sạch vững mạnh ở từng chi đảng bộ, từng cán bộ, đảng viên. Đảng bộ xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ có 13 chi bộ với trên 145 đảng viên. Hàng năm, đảng ủy xã luôn tập trung lãnh đạo, xây dựng chỉnh đốn đảng trên cả ba mặt, chính trị, tư tưởng và tổ chức. Xem đó là nhiệm vụ then chốt để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Đảng bộ xã coi việc đẩy mạnh, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng và phẩm chất của cán bộ đảng viên. Trong đó, chú trọng đề cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu và cán bộ đảng viên. Đảng ủy đã tập trung bố trí sắp xếp, thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng, đặc biệt chú trọng đến cán bộ trẻ để rèn luyện đào tạo và tạo điều kiện cho việc bố trí sắp xếp cán bộ lãnh đạo chủ chốt của xã trong nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Thực hiện cái chỉ thị 05 của Bộ Chính trị thì trước chúng tôi đã chỉ đạo cho xuống để cho các chi bộ và để đăng ký có cái cam kết rồi đăng ký hàng năm. Xong là để thực hiện các cái nội dung mà để thực hiện theo cái chỉ thị 05. Thế thì vừa rồi thì xã thì đã có tất cả các cái cán bộ đảng viên và cán bộ công chức ở trên địa bàn xã thì đã có 100% là đã có đăng ký kế hoạch hàng năm với là có cái bản cam kết để triển khai thực hiện. Quán triệt thực hiện chỉ thị 05 thì trong cuối năm hàng năm thì bây giờ thì cuối năm thì cán bộ công chức thì đánh giá thì cũng được chính xác hơn và nâng cao cái thực hiện mà cái nhiệm vụ mà tầm người một để cho điều giao. Gắn việc học tập và làm theo Bác với các phong trào thi đua, nhất là phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới giảm nghèo bền vững. Các cấp hội, đoàn thể, cơ quan đơn vị trong huyện đều tích cực hưởng ứng. Hội nông dân huyện với các phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi,
hội viên nông dân giúp nhau xóa đói giảm nghèo bền vững. Qua đó xuất hiện nhiều mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả kinh tế cao, nhiều gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống của hội viên nông dân. Huyện đoàn Nậm Pồ đã triển khai nhiều mô hình đưa việc học tập và làm theo Bác đến với cơ sở như tuổi trẻ xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, khởi nghiệp phát triển kinh tế, thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Nậm Pồ, đoạn đường thanh niên tự quản đã tạo nên phong trào thi đua sôi nổi và rộng khắp trong đoàn viên thanh thiếu niên huyện nhà, góp phần khẳng định vai trò của tuổi trẻ đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội địa phương. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện có các mô hình lao động gây quỹ, góp vốn xoay vòng, đoạn đường tự quản, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, phụ nữ không vi phạm chính sách dân số. Qua đó đã góp phần nâng cao trình độ, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của chị em phụ nữ, thực hiện hiệu quả các hoạt động của hệ thống chính trị tại địa phương. Cũng tuyên truyền vận động chị em thực hiện các cái tiêu chí, cố gắng đạt các cái tiêu chí mà cuộc vận động đề ra. Và để làm tốt những cái việc đấy thì là chúng tôi thường xuyên triển khai các cái buổi sinh hoạt chi hội, rồi là các cuộc họp chi tổ để qua đó lồng ghép tuyên truyền với các chị em về những cái nội dung của cái việc xây dựng nông thôn mới. Việc học và làm theo Bác không chỉ ở trong các cơ quan đơn vị hành chính mà còn được lan tỏa trong các nhà trường, từ đó đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong việc dạy và học của từng đơn vị trường học. Đẩy mạnh việc học và làm theo Bác, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nậm Pồ đã thực hiện lồng ghép gắn với các đợt thi đua, các cuộc vận động như dạy tốt học tốt, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Việc thực hiện cái chỉ thị 05 này thì Phòng Giáo dục Đào tạo đã hàng năm đã phát động các cái phong trào thi đua người tốt việc tốt, và mỗi một thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo. Trong cái sáng tạo đó thì nó sáng tạo trên từng tiết học, trong qua từng cái nhiệm vụ cụ thể đối với từng giáo viên, đặc biệt là khi đối với những giáo viên mà được phân công dạy những lớp mà có nhiều học sinh yếu thì cái việc sáng tạo rồi cái việc mà tâm huyết với nghề thì lại càng đòi hỏi cao hơn và có những cái phát động thi đua quyết liệt hơn. Chuyên đề của học theo tư tưởng của phong cách đạo đức Hồ Chí Minh của chuyên đề năm 2021 này ạ. Đầu tiên là nhà trường đã xây dựng kế hoạch để thực hiện. Thứ hai là cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường là viết cam kết xây dựng cái kế hoạch bản thân để trong cái quá trình học tập theo phong cách của Bác, trong gắn với cái nhiệm vụ cụ thể của mỗi người ạ. Thì cán bộ, giáo viên thì đã cố gắng học tập để nâng cao cái trình độ của mình. Thứ hai nữa là bằng các việc làm cụ thể ạ. Thứ nhất là về chăm sóc trẻ, giáo dục trẻ. Đấy, trong bên giáo dục mầm non thì có cái chăm sóc và giáo dục, nên là chúng tôi cũng đã cố gắng hoàn thành tốt cái mọi nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ. Thì trong năm học thì thứ nhất là trẻ là không có vấn đề gì về sức khỏe. Đấy, đạt được 100% là trẻ được an toàn tại trường. Thứ hai là cũng được sự ủng hộ của phụ huynh. Thứ ba nữa là về chất lượng cuối năm ấy, nhất là trẻ 5 tuổi chúng tôi bàn giao tiểu học cũng đã đạt chuyển lớp 100%. Đấy cũng là một cái sự cố gắng của chúng tôi theo của Bác. Việc thực hiện chỉ thị 05 đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt huyện Nậm Pồ, góp phần thiết thực vào việc phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Quý vị và các bạn thân mến, dù tuổi đã cao nhưng ông Hồ Xín Rèn, người uy tín ở bản Đề Tinh 2 xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, vẫn luôn nhiệt tình trách nhiệm với cộng đồng, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động của bản, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập noi theo. Là xã vùng cao biên giới, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nên khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ chỉ đạt 2 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Cấp ủy chính quyền xã xác định xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị cùng với sự tham gia của toàn dân. Do vậy, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cùng chung sức xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện mạnh mẽ và sâu rộng. Trong đó, việc phát huy vai trò gương mẫu đi đầu, tinh thần trách nhiệm, già làng, trường bản, người uy tín được quan tâm đặc biệt. Chính vì vậy, nhiều phong trào thi đua trong xây dựng nông thôn mới được phát động sôi nổi ở các bản, tạo nên sự lan tỏa rộng khắp, khích lệ người dân cùng chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới.
Trước đây, toàn bộ đường trong bản Đề Tinh 2 xã Phìn Hồ đều là đường đất. Năm 2014, khi xã Phìn Hồ đưa ra lộ trình về xây dựng nông thôn mới, như các bản khác, bản Đề Tinh 2 gặp nhiều khó khăn, nhất là về mặt bằng để mở rộng đường giao thông nông thôn. Nói để dân tin, dân nghe, dân hiểu và làm theo, ông Hồ Xín Rèn với vai trò là người uy tín của bản Đề Tinh 2 đã luôn gương mẫu đi đầu trong mọi việc. Đặc biệt, khi bản có chủ trương mở rộng và bê tông hóa đường giao thông, ông Rèn đã chủ động tháo dỡ gần 50 mét tường rào kiên cố để hiến hơn 600 mét vuông đất cho bản làm đường. Không chỉ thế, giờ đây khi chính quyền chuẩn bị xây dựng nhà văn hóa, chưa có đất, ông Rèn lại đề nghị với bản, với xã sẽ hiến thêm trên 500 mét vuông đất vườn sau nhà để bản xây dựng nhà văn hóa. Tôi ở đây thì cũng lâu, các con các cháu cũng thành đạt. Tôi thấy cái nhà nước là yêu cầu là để làm cái đường bê tông. Tôi cũng hiến đất để làm cho đường bê tông cho bản Đề Tinh 2. Và cũng cây cuối cái gì cũng phá hết. Tôi cũng nhờ cho nhà nước để làm cho cái đường này cho bản Đề Tinh 2. Và bây giờ chuẩn bị một cái nhà văn hóa nữa. Đất của ông có cây cuối, tôi sẽ hiến đất khoảng 500 mét vuông để làm cái nhà văn hóa. Thì tôi, gia đình tôi thì tôi cũng không lấy một đồng nào. Tôi chỉ có cho không, cho bản này, cho nhà nước để khai hoang, khai cái đường này cho mình xuống địa bàn thôi. Cái cây quý phá bao nhiêu tôi cũng không phải đền bù. Và cái gì cũng không phải đền bù. Cái cây quý thì to bao nhiêu phá hết tôi cũng không phải đền bù. Tôi cũng để cho địa bàn chúng tôi thì đúng có đường đi, thì có nhà văn hóa, như thế mình cũng vui vẻ thôi, cho chúng tôi được cũng rất là mừng. Không chỉ tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới, với vai trò là người uy tín của bản, ông Hồ Xín Rèn luôn cùng với cấp ủy và các cơ quan đoàn thể của bản làm tốt công tác vận động quần chúng, vận động người dân trong bản thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghiêm túc triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hàng năm luôn phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng ủy giao cho. Trong đó nổi bật là việc khuyến khích người dân tập trung phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tích cực tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự khu dân cư. Ông Hồ Xính Diền ấy, ở bản Đề Tinh 2 ấy, thực hiện tốt về các cái chính sách của Đảng, nhà nước để tham gia chủ yếu là cũng làm gương, cũng là một người gia đình có làm có uy tín ở bản nữa. Thế thì ông cũng thường xuyên là ông đi hầu bản cái thứ thì ông cũng vận động bà con cố gắng hiến đất để cho các cái công trình nhà nước là có tiền thì cho đầu tư các cái đường nổi bản, nhà văn hóa bản, cố gắng hiến đất để cho đầu tư để cho bà con, rồi bà con nhân dân ở bản thì cũng vừa là thuận lợi đi lại và có cái nhà văn hóa, cái thứ là sinh hoạt họp hành hàng ngày, hàng tháng. Từ sự gương mẫu đi đầu của ông Rèn, phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới ở bản Đề Tinh 2 cũng như nhiều bản của xã Phìn Hồ đã lan tỏa mạnh mẽ. Chỉ tính từ năm 2016 đến nay, ông Rèn đã cùng chi bộ Đề Tinh 2 vận động nhân dân trong bản hiến trên 4.000 mét vuông đất, gần 1.000 cây ăn quả các loại, tháo dỡ trên 10 công trình kiên cố để hiến đất xây dựng các công trình nông thôn mới. Với sự gương mẫu của mình, ông Rèn xứng đáng là tấm gương sáng cho cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn học tập và làm theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chuyên mục Điện Biên làm theo lời Bác. Xin kính chào và hẹn gặp lại.